Xin chào tất cả các em, sau đây cô tiếp tục hướng dẫn các em giải bài 12 sách giáo khoa trang 133. Vậy ta có là gì ạ? Ta có là gì? Đề bài là quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc 4 km và một đoạn xuống dốc dài 5 km. Một người đi xe đạp từ A đến B hết 40 phút và đi từ B về A hết 41 phút. Biết rằng vận tốc lên dốc hoặc xuống dốc lúc đi và lúc về là như nhau. Tính vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc. Thế thì ở đây chúng ta lại đưa về giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình, đúng không ạ? Bước 1 của chúng ta chính là lập phương trình hoặc hệ phương trình. Bước 2 là giải phương trình hoặc hệ phương trình đó. Bước 3 là đối chiếu điều kiện của nghiệm và kết luận. Trong đó ở bước 1, lập phương trình hoặc hệ phương trình, đầu tiên chúng ta phải gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn. Thứ hai là biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Thứ ba đó là dựa vào các dữ liệu lập được phương trình hoặc hệ phương trình, biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Thì ở đây cô sẽ gọi vận tốc lúc lên dốc. Gọi vận tốc lúc lên dốc là x, đơn vị là km trên giờ, đúng không ạ? Xuống dốc vận tốc xuống dốc sẽ là y, đơn vị là km trên giờ, đúng không ạ? Thế thì lúc này điều kiện của chúng ta là x và y đều phải lớn hơn 0. Thời gian lên dốc, tức là thời gian đi từ A đến B ạ, thì thời gian lên dốc một đoạn 4 km sẽ là 4 trên x giờ, và thời gian xuống dốc một đoạn 5 km sẽ là 5 trên y giờ, đúng không ạ? Sau đó chúng ta có là thời gian đi từ A đến B là bao nhiêu các bạn? Là 40 phút. Thì cô đổi bằng 2/3 giờ. Nên ta có 4 trên x cộng với 5 trên y thì bằng 2/3. Đây là phương trình 1. Tiếp theo, ta có thời gian lên dốc một đoạn 5 km sẽ là 5 trên x giờ, đúng không ạ? Và thời gian xuống dốc một đoạn 4 km sẽ là 4 trên y giờ, đúng không ạ? Thế thì lúc này thời gian đi từ B về A là 41 phút, tức là bằng 41/60 giờ, đúng không ạ? Vậy thì ta có 5 trên x cộng với 4 trên y bằng 41/60, đây là 2. Vậy từ 1 và 2 ta có hệ, đó là 4 trên x cộng 5 trên y bằng 2/3, và 5 trên x cộng 4 trên y thì bằng 41/60. Thế thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ để chúng ta thay. Ngoài ra các bạn, nếu mà bạn nào nhầm tốt, có thể thực hiện luôn thao tác cộng đại số hoặc thế ở đây để chúng ta tìm ra. Vậy cô sẽ đặt 1 trên x bằng u,
1 trên y bằng v. Đúng không ạ? Ta có hệ mới. Đó là u 5u ta có hệ mới đó là gì ạ? Bốn u ta có hệ mới là 4u cộng 5v bằng 2/3 và 5u cộng 4v bằng 41/60, đúng ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tương đương với, ở đây là 12u cộng 15v thì bằng 2 và 300u cộng với 240v thì bằng 41. Vậy cô nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với 16 thì cô sẽ thu được là 192 cộng 240V thì bằng 32 và 300U cộng với 240V thì bằng 41. Vậy thì trừ vế với vế cô thu được là bao nhiêu? 108U thì sẽ bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Lấy cái dưới trừ cái trên đi ạ. 41 trừ đi 32 thì bằng 9, đúng không ạ? Và chúng ta có là dùng phương trình ngắn gọn thì ạ, 4u cộng 5v thì bằng 2/3. Vậy tương đương với việc là gì ạ? U của chúng ta sẽ bằng 1/12 và v của chúng ta thay vào thì các bạn sẽ có là v bằng 1/15. Các bạn chỉ việc thay u vào đây rồi tính ra v thôi ạ. Cả hai giá trị này là thỏa mãn. Vậy chúng ta sẽ tương đương với 1 trên x thì bằng 1/12, đúng không ạ? 1 trên y thì bằng 1/15. Vậy suy ra là tương đương với x bằng 12 và y bằng 15. Cả hai giá trị này đều thỏa mãn, đúng không ạ? Vậy vận tốc lúc lên dốc là 12 km/h, lúc xuống dốc sẽ là 15 km/h. Vậy cô và các bạn đã giải xong bài tập số 12 sách giáo khoa trang 133.